Thưa quý vị và các bạn, cần tiền để trả nợ, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, thành phố Hồ Chí Minh đã giao bán cái ngàn vàng của cô con gái mới 13 tuổi cho bác sĩ nha khoa ở Hà Nội với mức giá 100 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc này, dư luận cũng vô cùng bức xúc trước hành vi đồi bại của một vị bác sĩ nha khoa được ăn học, tu dưỡng đạo đức đàng hoàng nhưng vì những ham muốn thấp hèn của bản thân đã vi phạm pháp luật. Dư luận càng phẫn nộ trước hành động bán cái ngàn vàng của cô con gái của người mẹ trẻ và yêu cầu bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xem xét kháng cáo của Nguyễn Đức Nhân, 35 tuổi, bác sĩ nha khoa ở quận Hà Đông, Hà Nội, và Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 35 tuổi, trú tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, có liên quan đến vụ mua bán cái ngàn vàng của cháu Nguyễn Thị Tần, sinh năm 2005, là con gái của đối tượng Tuyết. Vì trước đó, sau bản án sơ thẩm, hai đối tượng này đã làm đơn xin kháng cáo. Tuy nhiên, tại phần thủ tục, hai bị cáo này đã rút đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó chấp nhận án sơ thẩm. Trước đó, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nhân tổng hình phạt là 57 tháng tù giam với hai tội danh, có hành vi đồi bại với người dưới 16 tuổi và mua bán trao đổi thú vui thân thể với người dưới 18 tuổi. Còn bị cáo Tuyết thì lĩnh 6 năm tù về tội môi giới dịch vụ. Cụ thể, người mẹ này đã dùng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm các trang fanpage cần mua các ngàn vàng hoặc là cần bán lần đầu tiên. Chị ta đã tìm được một người bác sĩ nha khoa tên là Nhân, là người có nhu cầu tìm người yêu. Đến tháng 9 năm 2018, Tuyết tìm được khách hàng và trao đổi rao bán cái ngàn vàng của con gái với giá 100 triệu đồng. Ngày 24 tháng 9, Tuyết đã nhắn tin thương lượng trực tiếp với Nhân. Nhưng bác sĩ nha khoa này hồi đáp, Nhân hứa sẽ tìm người giúp có nhu cầu với điều kiện. Mẹ của nạn nhân phải gửi hình nóng của Tần để làm mồi nhử, nhưng phải làm mờ mặt. Ngày 30 tháng 9 năm 2018, Tuyết nhắn tin cho bị cáo Nhân đặt vấn đề để con gái 13 tuổi bán lần đầu tiên cho anh ta. Nhưng Nhân không đồng ý với lý do, làm như vậy là vi phạm pháp luật. Ngày 1 tháng 10 năm 2018, Tuyết đã gửi ảnh nóng của con gái đã được làm mờ mặt cho bác sĩ nha khoa này. Ba hôm sau, bị cáo Nhân đã nhắn tin thông báo đã tìm được người mua bán các ngàn vàng của cháu Tần và yêu cầu Tuyết đưa nạn nhân ra Hà Nội. Một tuần sau đó, người phụ nữ này đã đưa con hàng đến gặp Nhân. Lúc đó, Nhân nói khách hàng đã từ chối, nên Nhân mới đề nghị chi 5 triệu đồng một tháng cho cô gái nào chịu làm người yêu lâu dài. Nhân mặc cả với Tuyết, sẽ trả cho Tuyết tiền mua vui cháu Tần, đồng thời quan hệ bao nuôi trong thời gian 6 tháng. Mỗi tháng, Nhân sẽ mua vui cháu từ 1 đến 2 lần, với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Thế nhưng, Tuyết chỉ đồng ý cho Nhân mua cái ngàn vàng của con gái mình thông qua quan hệ có một lần duy nhất, với giá là 25 triệu đồng. Sau nhiều lần mặc cả, ngày 26 tháng 10 năm 2018, đối tượng Tuyết nhận 15 triệu đồng từ đối tượng Nhân, rồi ép con gái của mình đi theo Nhân vào nhà nghỉ để anh ta thực hiện hành vi đồi bại. Hành vi này không chỉ thực hiện một lần mà rất nhiều lần với nạn nhân. Đưa nạn nhân vào nhà nghỉ xong, cả hai lần Nhân đều dùng điện thoại quay lại video clip cảnh em không mặc gì và hình ảnh anh ta quan hệ với nạn nhân. Sau khi thỏa mãn, Nhân đã đưa nạn nhân về giao lại cho người mẹ và đe dọa tung clip lên mạng để được tiếp tục quan hệ với cháu. Đến cuối tháng 6 năm 2019, Tuyết lo sợ bị lộ nên đã đến cơ quan công an đầu thú và tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Nhân. Phiên tòa phúc thẩm đã được mở ra để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của cả bị cáo Tuyết và bị hại. Theo bản án sơ thẩm, đối tượng Tuyết khai nhận rằng do điều kiện kinh tế khó khăn và cần tiền để trả nợ, khoảng tháng 9 năm 2018, Tuyết đã nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua dịch vụ sung sướng để liên hệ bán lần đầu tiên của cô con gái mới 13 tuổi, lấy tiền để ăn tiêu. Đại diện cho cháu Tần và gia đình bị cáo Nhân đã thỏa thuận bồi thường 60 triệu đồng và không có yêu cầu gì thêm. Phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuyết. Hai bị cáo cũng đã viết đơn kháng cáo ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi hội đồng xét xử phân tích, hai bị cáo đã rút đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt và chấp nhận án sơ thẩm ban đầu. Không ai có thể ngờ một người mẹ lại có thể nhẫn tâm bán đi cái quý giá của con gái. Khó khăn như chị Dậu cũng không dám bán chó, bán con cho nhà giàu để làm người chứ không dám bán nhân phẩm danh dự của con gái. Đằng này, người phụ nữ lại tự biến con mình thành món hàng để mua bán, trao đổi, thậm chí là bán cái ngàn vàng quý giá nhất của đời người con gái. Bất hạnh nhất trong vụ án này là nạn nhân mới chỉ 13 tuổi khi phải rơi vào hoàn cảnh sống chung với một người mẹ nhẫn tâm, vô đạo đức như thế.
Do có hành vi bán các ngàn vàng của con gái ruột mới chỉ 13 tuổi, Nguyễn Thị Bạch Tuyết bị truy tố về tội môi giới với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Tuy nhiên, ngoài bản án của pháp luật, bản án lương tâm sẽ theo người phụ nữ này đến hết cả cuộc đời còn lại. Liên quan đến vụ việc này, dư luận đã vô cùng bức xúc trước hành vi đồi bại của một bác sĩ nha khoa, được ăn học, tu dưỡng đạo đức đàng hoàng, nhưng chỉ vì những ham muốn thấp hèn của bản thân đã vi phạm pháp luật. Dư luận lại càng phẫn nộ hơn trước hành động bán trinh tiết của con gái của người mẹ trẻ và yêu cầu bản án nghiêm khắc hơn từ pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, bất hạnh nhất trong vụ án này là nạn nhân chỉ mới 13 tuổi khi phải rơi vào hoàn cảnh sống chung với một người mẹ nhẫn tâm, vô đạo đức đến như vậy. Không ai ngờ, người mẹ lại đang tâm bán đi cái quý giá nhất của đời con gái của con gái ruột mình. Khó khăn như chị dậu, cũng chỉ dám bán chó, bán con cho nhà giàu để làm người ở, chứ không hề bán đi nhân phẩm danh dự của con cái. Đằng này, người phụ nữ kia lại tự biến con mình thành món hàng để bán mua cái ngàn vàng, vốn quý giá nhất của đời con gái. Luật sư Cường cũng cho hay, việc truy tố người phụ nữ này về tội môi giới dịch vụ vui sướng và truy tố đối tượng mua vui về hai tội danh là mua bán thú vui thân thể người dưới 18 tuổi và tội giở trò đồi bại với người dưới 16 tuổi là hoàn toàn có căn cứ. Đối tượng Nguyễn Đức Nhân không chỉ thực hiện hoạt động mua thú vui thân thể mà còn bệnh hoạn tới mức ghi hình lại cảnh quan hệ với nạn nhân. Trong khi đó, đoạn clip này rất dễ bị bại lộ và phát tán lên mạng xã hội. Bởi vậy, sự việc này sẽ gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và tương lai của đứa trẻ. Đối tượng Nguyễn Đức Nhân đã nhiều lần tiếp xúc với nạn nhân, có những lần thực hiện hành vi quan hệ nên đã phạm các tội giở trò đồi bại đối với người dưới 16 tuổi và mua vui với người dưới 18 tuổi. Nếu tại thời điểm thực hiện hành vi quan hệ với nạn nhân chưa đủ 13 tuổi, thì đối tượng Nguyễn Đức Nhân sẽ bị xử lý về tội cưỡng tình người dưới 16 tuổi, dù việc quan hệ là tự nguyện hay không. Đồng thời, với hành vi mua bán dịch vụ vui sướng với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi và phạm tội từ 2 lần trở lên, thì đối tượng mua vui sẽ bị đối mặt với mức án hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù giam. Khi kết án, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt của hai tội danh này để ấn định một mức hình phạt chung cho bị cáo. Nêu ý kiến về mức án mà Nguyễn Thị Bạch Tuyết sẽ phải đối mặt do môi giới con gái mình bán đi thân thể, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, người mẹ tội lỗi này thì cũng phải đối mặt với mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù giam. Người xưa từng có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Tuy nhiên, người mẹ táng tận lương tâm này đã hủy hoại tương lai của chính con mình. Chỉ vì tham số tiền không quá lớn mà đối tượng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý sức khỏe của con, hủy hoại đi tương lai của con. Hành vi này không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Bởi vậy, cần phải lên án mạnh mẽ hành động vô lương tâm của người phụ nữ này. Và chắc chắn, tòa án sẽ phải có hình phạt rất nghiêm khắc trong trường hợp này để có thể đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Ngoài bản án pháp luật quy định, có lẽ bản án lương tâm sẽ theo người phụ nữ này đến suốt cuộc đời. Người ta thường nói hổ dữ thì không ăn thịt con. Tuy nhiên, người mẹ táng tận lương tâm này đã hủy hoại đi tương lai của con mình. Chỉ vì tham số tiền không quá lớn mà đối tượng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe của con mình, hủy hoại tương lai của con mình. Hành vi này không những là hành vi vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức xã hội. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.